quay lại xong em hướng dẫn cho anh một lượt nhé. Xong rồi anh cần thì anh mở video lên anh xem. Xong rồi lúc đó anh phải vẽ hết lại hình trạng móng, xong lên bản vẽ cho anh. Xong lúc đó mình bố trí công năng. Cơ bản anh đang như này, nhà mình là cái hướng Tây Nam là hướng thân này. Tây Nam có mùi khôn thân thì nhà anh hướng thân. Thì toàn bộ cái khu vực Tây và Tây Bắc á, thì cái khu vực Tây Bắc nhà anh là nó bắt đầu từ đây này. Bắt đầu từ đây nó đổ lên tới đây là Tây Bắc, và từ đây lên kia là Tây. Thì nguyên cái khu vực này Tây và Tây Bắc của anh là nó có cái ao bèo này. Thì ở cái vận này trong vòng từ 2024 đến 2043 là trong 20 năm tới thì cái khu vực Tây và Tây Bắc là buộc nó phải không tích hợp khí thủy. Khi mà nó có hồ ao và sông suối như này nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái người chủ nam. Đấy, nó sẽ hay xảy ra cái vấn đề là bệnh về đầu, người trong nhà hay mắc bệnh về xương khớp cuộc sống. Rồi đến cái năm xấu thì nó lỗ đời phía sau nữa, thì nó hay xảy ra vấn đề về tai biến nữa. Thì may mắn là anh đang 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 chừa được đất này. Thì cái này á, anh nhớ là phải xây tường lên tầm 3 mét. Thì có thể là xây tường bao lên tầm 2 mét, 2 mét rưỡi. Và anh che chắn thêm tôn nữa. Anh mua tôn tôn á, anh bắn thêm một lớp nữa cho nó đỡ tốn tiền. Thì cái này tùy thuộc theo nhu cầu của gia đình thôi. Xong từ cái khoảng ngay chỗ này luôn này, thì anh trồng che trúc lên hết tới cái giáp nhà đó luôn. À, tầm mười mấy mét á. Anh trồng sát tường đây này, trồng sát chỗ này luôn. Xong trong thời gian bây giờ là mình chưa ở này, là anh buộc cái trúc cần câu này tí em gửi mẫu cho, thì anh buộc là anh giờ anh mua về anh trồng từ bây giờ, thì đến lúc mà khi mà nhà nó hoàn thiện anh về ở thì anh mới không bị tác động của bởi cái thằng cái ao này. Đó là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai thì anh bố trí cái khu vực nhà vệ sinh ở đây là nó đang đúng cái này, nó đang rơi vào khu vực bắc của ngôi nhà mình thì là không ảnh hưởng gì cả. Nhưng lưu ý á, là cái hệ móng này này thì anh chỉ lập mái che ra thôi, không lập thành ba mặt kính để cho cái chung cung nhà nó nằm ở giữa kia. Thế anh lập kính qua đây thì vô hình chung thì lại toàn bộ Tây Tây Bắc mình là nó ôm hết cái hồ. Đấy, nên là cái này mình chỉ làm cái lối đi ra đây thôi. Và mình lập mái che ra để đi vệ sinh không ướt thôi. Chứ không được lập ba mặt kính. Đó là cái đấy. Còn cái hầm này này thì anh đặt đây là được rồi. Nó không phải nằm trong nhà mình. Thì nguyên tắc mà đặt bể phốt thì tránh đặt cái phương càn và tránh đặt cái trục giữa nhà. Trục sinh sống này này. Đấy. Thì cái này nó gọi là trục giữa nhà này, thì nó gọi là cái trục sinh sống của nhà, thì mình không đặt được ở cái vị trí giữa nhà này. Đấy, thì cái này mình đặt ở ngoài nhà là không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà phía sau là cái phương vị Đông Bắc này, thì buộc cái chỗ này anh cũng vậy nhé. Đông Bắc thì ở thời vận này nó đang đương vượng, thì nó không có thích hợp khí thủy, mà phía sau này nó đang bị rất là ô uế này. Là làm gì thì làm, buộc mình phía sau này cũng xây tường cao như vậy và đổ đất ở đây này. Anh cũng trồng che trúc hết cái chỗ này chắn lại cho em. Thứ nhất là cảnh quan đẹp, thứ hai cái lá che trúc nó sắc nhọn đó, nó mới lọc được cái khí thủy này, thì nó không có tác động vào nhà của mình. Đó, thì cái này anh cứ xây cao, cái này phía sau xây cao đây nhé. Xây cao đi, cao được tầm nào thì cao, càng cao càng tốt. Cái dự tính ban đầu của em là em xây đây, dạ. Một bức lên cao khoảng từng giống tầng, à, dạ. Bức kia cũng vậy, xây cao đây. Em nghĩ là em muốn xây cao kính 3 bức, à, ý định ban đầu của em là vậy. Thì lúc đó là cái tâm nhà anh lại thay đổi khi mà anh lập kính nha, anh hiểu không? Nên là bây giờ mình chỉ xây đến đây thôi. Cái khu vực này anh cứ để trống làm sân phơi. Cái khu vực này anh đổ đất bằng này, xong anh làm sân phơi, không có lập ra đây. Chỉ lập đến đoạn này thôi này, để lấy cái chỗ mình đi ra đây thôi. Cái này làm sân phơi. Xong cái chỉ xây tường ở đây cao lên và trồng che trúc chọc hết cái dãy này ra tới đất mình thôi là được. Giờ đây là ý anh nói là cái bán tôn từ giáp cái miếng nhà lớn này đây, đây là cái nóc nhà của nhà vệ sinh đúng không? Bây giờ thì anh lập cái mái ra tầm 2 mét 2 mét rưỡi ra tới đây thôi nè. Miễn làm sao ở đây anh chỗ cái cửa đi ra đây nhà vệ sinh nó không bị ướt mưa, anh hiểu không? Đấy, rồi lúc đó chỗ này anh còn phải trồng che trúc lại. Thì cơ bản hướng Tây Nam thì đường mình ở ngoài này thì mình phải mở cái cửa ra đường rồi thì không nói, nhưng mà cái khu vực đây là một cái sảnh này đúng không? Thì anh mở được một cái cửa sổ ở cái khu vực nam này này cho nó thuận lợi công việc, rồi mọi thứ thì em sẽ thiết kế lại. Có nghĩa là dựa trên cái này thì mình chỉ may mắn là bây giờ mình chỉ việc là bố trí bếp đúng thời vận thôi. Thì ở cái phương vị này đúng không, thì đối với cái hướng Tây Nam như thế này này, thì mình có thể là bố trí bếp ở cái khu vực bắc này hoặc là cái khu vực đông và đông nam này. Đấy, thì để lát này em lấy hết cái tuổi trong gia đình xem, tránh cái sơn tuổi của người trong gia đình, thì lúc đó mình sẽ bố trí một là ở góc bên này hoặc là góc đông và đông nam này thôi. Đó, còn lại là mình bố trí giường ngủ. Đây là phòng khách rồi, ba phòng ngủ luôn đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ví dụ như đây là bắc nhá, nếu mà nó gối đầu vào đông bắc thì được này, thì mình có thể là mình thiết kế phòng ngủ được. Nhưng trong trường hợp khi lát này em phân công lại toàn bộ, nếu đây nó là bắc hết á thì buộc mình phải ấn bếp vào đây và bố trí một phòng ngủ bên này. Thì phòng ốc thì em sẽ bố trí làm sao nó phù hợp nhất trong cái hiện trạng đang có này. Đấy, còn cơ bản là phải làm được mấy vấn đề kia thì khi mình về mình ở mà không bị. Đó.
chứ như thằng bên kia hướng nam nó có nước kia thì kiểu gì nó cũng bị tổn hao danh tiếng, mất mát tiền bạc. Thì nước khi nó gần nhà mình là cực kỳ quan trọng. Và khu vực này thì anh cố gắng với diện tích rộng như thế anh dọn dẹp sạch sẽ, xong anh làm khuôn viên mình ở cho nó bài bản. Đây cho nên nó làm sân. Dạ. Chứ đúng rằng nếu mà ngày trước á mình muốn chỉ xa ra bên kia tí thì ổn hơn. Nhưng mà may mắn anh như này rồi anh xây tường bao lên thì không sao đâu. Dạ. Với lại ao bèo này nó kín bèo như này thì cái lượng khí thủy nó bốc lên cũng không nhiều lắm đâu. Chứ mà nếu mà cái này mà nó không có bèo nước nhiều nữa thì còn khó nữa, khó ở nữa. Đấy. Đây một lần mùa mưa là nước nó dâng lên nhiều. Đúng rồi thì nó phải dâng lên tới đây gì nữa. Thì cơ bản thì mình phải buộc phải trồng che chúc dày vào chứ không có cách nào xử lý đâu. Đấy. Vậy thôi còn lại em xử lý hết cái này. Chỉ lại cho. Cái nhà máy đây là cái nhà máy gì ta? Hai cái trạm phát sóng luôn rồi. Thôi được rồi. Tính ra ở cái khu này thì cái nguồn không khí nó cũng không được tốt nhỉ. Ô nhiễm. Ví dụ như đây này, từ nhà máy này cái khói bụi này nó thải ra là cực kỳ độc này. Mà nó đang nằm ở cái phương vị nam của mình. Thì cái đấy là nó cái điểm độc khí ở đây thì cái bên này là cái gì đấy? Được nhỉ? Yeah. Sức khỏe không tốt. Ở đây nhiều người hay bị bệnh tật lắm, cứ 40-50 tuổi là bệnh tật. Đúng rồi. Mất từ thế này kia. Dạ. Tại vì cơ bản mình ở gần cái khu nhà máy này, khí hậu này thì ở lâu sức khỏe nó không tốt. Thì ở trong nhà nó cố gắng có điều kiện mình làm cái hệ thống lọc không khí á. Yeah. Mình lắp vô cho tốt sức khỏe. Chứ còn cơ bản thì bản chất thì giờ mình ở đâu thì mình phải buộc ở đấy thôi. Yeah. Mình sống chung với lũ thôi. Cơ bản mình điều chỉnh cho nó đúng các cái phương vị thì nó tốt hơn. Chứ không anh ở đây rồi cái nước mà nó có như này ở chịu ống ở được luôn đó. Xung quanh thì khá nhiều sông sát. Thì khi anh ở đây thì chắc chắn nó sẽ bất lợi cho anh nhiều á. Chứ không thể nào mà ở nó phát triển ngay được đâu. Khi nào mà cái dàn che trúc này nó kín hết lên thôi. Đó, thì may ra nó thuận lợi được. Nhưng may mắn là mình còn biết mình làm từ đầu mình còn tránh được. Chứ về mình ở mà nó bị rồi rồi mình mới quay đi tìm nó thì mỏi lắm.